Như Quỳnh xin kính chào quý anh chị đã quay trở lại với chương trình Nhân Tướng Học của Phong Thủy Gia Cát trực thuộc Công ty Kiến trúc Phong Thủy Lộc Tài. Thưa quý vị, theo quan niệm của Nhân Tướng Học, thông qua các bộ phận trên cơ thể, chúng ta có thể đoán biết được nhiều điều về vận số con người. Trong Nhân Tướng Học và xem tướng, chỉ cần nhìn vào tướng mạo cũng có thể đoán được tài vận của người đó ra sao. Xem xét những dấu hiệu xui xẻo trên khuôn mặt từ xa xưa là một phần không thể thiếu trong bộ môn tướng số của các thầy. Được sự hỗ trợ và tư vấn từ thầy Gia Cát và các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt, hôm nay chúng tôi sẽ bật mí cho quý anh chị về những đặc điểm nét tướng trên mặt, hậu vận, giàu sang, sung túc. Xem tướng người giàu có qua từng bộ vị trên cơ thể. Mắt to, tròn, tươi sáng. Người có đôi mắt tròn, ánh mắt tươi sáng, dịu dàng, thư thái, trên mí mắt có nhiều đường vân ngang là người có phúc thọ, cơ thể và tinh thần luôn vui vẻ. Dái tai to, vành tai rõ. Xem tướng người sướng thì thường có vành tai rõ ràng, thùy tai đầy đặn là người có nhiều phúc lộc. Người có vành tai dày dặn thường có tín ngưỡng, hay làm từ thiện, số giàu sang phú quý, tiền bạc dư giả cả đời, không phải lo lắng gì. Gò má đầy đặn, đầu mũi tròn. Xem tướng người giàu sang thì thường có đầu mũi tròn, họ là người hiền lành tốt bụng. Nếu gò má lớn, đầy đặn thì là người có lòng trắc ẩn hay giúp đỡ người khác. Cộng thêm lông mày dài, gọn gàng thì rất giỏi giang, đoan chính, hòa ái, cuộc sống đủ đầy, vật chất, phúc lộc dồi dào. Tướng người giàu sang thường có đầu mũi tròn, gò má đầy đặn, lông mày thanh tú. Tướng người giàu nghèo thì nếu có lông mày thanh tú dài hơn đuôi mắt là nét tướng tốt lành. Họ là những người có đầu óc thông minh, sáng láng, có trí tuệ, cả đời giàu có, hiển hách, cao sang. Người nhỏ tiếng vang. Khi xem tướng số giàu nghèo, người ta nhận thấy những người có vóc dáng nhỏ nhưng tiếng vang, thường có tố chất làm lãnh đạo, giọng nói mà hào sảng thì chứng tỏ là người mạnh mẽ, cương nghị, có khí phách. Vì thế, có tướng mệnh giàu sang phú quý. Môi hồng, răng trắng. Tướng người giàu sang thì có răng trắng sáng, đều như hạt bắp, môi hồng tự nhiên, giọng nói trong mà nhẹ nhàng. Đây được coi là nét tướng đẹp của phụ nữ. Đàn ông lấy được người vợ này thường có tình cảm tốt đẹp, vợ chồng yêu thương nhau, gia đình hưng thịnh, vững vàng. Sắc mặt hồng hào, tướng mạo của người giàu có thường là mặt hồng hào, đó là biểu hiện của một người khỏe mạnh, tinh thần tốt, giàu sức sống. Đỉnh đầu có xương thiên, dương nhọn lồi lên. Tướng người giàu thì có trên đỉnh đầu xương thiên dương, vô tiện cốt lồi lên, là người có tính đoan chính, cao quý, uy nghiêm, chính trực và nhân từ. Nếu có thêm trán xô nổi rõ thì là người được trời ban phúc lộc thọ, quang minh lỗi lạc, một lòng hướng thiện. Dáng ngồi vững như bàn thạch. Tướng người giàu sang thì thường có dáng ngồi vững như bàn thạch, dáng nằm như hồng hạc, dáng đi mềm mại như dòng nước, dáng đứng hiên ngang như ngọn núi. Họ là những người có tính tình ôn hòa, vững tâm kiên định trong mọi hoàn cảnh. Việc tu tâm dưỡng tính đạt đến mức độ hài hòa, dám làm dám chịu, hành động trượng nghĩa, có nhiều đóng góp cho xã hội. Coi tướng số giàu nghèo, người ta nhận thấy phú quý gốc ở tướng xương, nghĩa là xương nặng, da thịt vừa đủ, thiên thương và địa các đầy đặn, nổi cao, hình miệng, răng trắng thì chủ là tướng mạo giàu có. Người có tướng đầu nhỏ, trán rạng rỡ, thần sắc dồi dào, tiếng nói trầm bổng, vang xa, thần sắc dồi dào là tướng người nhiều tiền, dễ được tài phú. Tướng người số sướng có mặt bằng bộ vị lan đài, dài rộng, dù hình khí hỗn loạn nhưng cũng được coi là tướng người sung sướng. Xem tướng người phú quý có bộ vị quý cốt, kim quỹ nối liền với nhau, lòng bàn tay đỏ tựa như máu là người vừa có quyền vừa có phú. Xem tướng số giàu có là người có thân hình gầy, giọng nói trong sáng, khí vận điều hòa, tai chiều, hướng đến miệng là tướng tích tụ được nhiều tài sản. Quan trọng nhất, nếu mệnh chủ có được những đặc điểm ngay sau đây, mệnh chủ sẽ có được tài lộc và sức khỏe. Nốt ruồi phía cuối chân mày. Nốt ruồi trên mặt phụ nữ ở vị trí cuối chân mày thường đem lại may mắn về tình duyên. Họ sẽ sớm tìm được ý chung nhân của cuộc đời mình và xây dựng cuộc sống gia đình hạnh phúc. Sau khi kết hôn, sự nghiệp cũng được thăng tiến, phát triển như ý muốn.
Những người này thường có lối sống khá phóng khoáng, họ khéo léo trong cách kiểm soát tình cảm và mối quan hệ vợ chồng, không bao giờ khiến đối phương cảm thấy gò bó, mất tự do. Đó chính là chìa khóa giúp những cô nàng này duy trì được tình yêu lâu dài hòa hợp. Nốt ruồi trên trán. Xem nốt ruồi trên trán cho biết đây là dấu hiệu của một người phụ nữ đoan trang, thủy mị, nết na. Bên ngoài, họ khá nhút nhát, ít nói, nhưng ẩn chứa bên trong là một trái tim khao khát tình yêu. Tâm hồn họ lúc nào cũng lãng mạn và tràn đầy sự sống, lạc quan yêu đời. Những người này luôn có sức hấp dẫn cuốn hút kỳ lạ khiến cho đối phương không thể rời mắt. Họ biết cách phát huy những điểm mạnh trong con người mình, từ ngoại hình cho đến tính cách. Đó là điều gây ấn tượng mạnh đối với nam giới. Nốt ruồi bên dưới đuôi mắt. Phụ nữ có nốt ruồi dưới đuôi mắt khá nhạy cảm và đa tình. Khi yêu, họ luôn đặt ra những yêu cầu khá cao và mong muốn đối phương phải thực hiện. Cũng bởi vì thế mà họ thường xuyên rơi vào trạng thái thất vọng, buồn chán khi mọi chuyện không được như ý muốn. Nhưng thật may mắn, phụ nữ có nốt ruồi dưới đuôi mắt sẽ gặp được một người bạn đời hoàn hảo, yêu thương, chiều chuộng họ hết mực. Dù ở bất kỳ khía cạnh nào trong cuộc sống, họ cũng sẽ được che chở, bảo vệ và giúp đỡ. Nốt ruồi trên môi. Những cô nàng này yêu cuộc sống tự do, độc thân hơn là việc gắn bó với một ai đó trong cuộc đời. Họ vô tư, hồn nhiên đi du lịch, vui chơi cùng bạn bè, người thân xung quanh. Thế nhưng, cũng có một ngày tình yêu bất ngờ đã đến và khiến cho cuộc sống của họ thay đổi tất cả. Những người này chìm vào tình yêu tha thiết, say đắm. Họ có thể khiến nam giới chết đứng bởi sự hồn nhiên vô tư của mình. Nốt ruồi trên môi là đại diện cho sự quyến rũ chết người mà cô nàng này đang sở hữu. Dù sau khi kết hôn, xung quanh họ vẫn có nhiều anh chàng theo đuổi, thế nhưng những người này toàn tâm toàn ý chăm lo cho cuộc sống gia đình. Nốt ruồi phía dưới khóe mắt trái. Những cô nàng này có đời sống tình cảm vô cùng phong phú, lãng mạn. Họ luôn mơ về những câu chuyện trong cổ tích với chàng hoàng tử đang cưỡi ngựa đi về phía mình. Trong cuộc đời, sẽ có những lần họ phải trải qua thất bại trong tình yêu bởi không tìm được tiếng nói chung trong mối quan hệ. Tưởng chừng như tuyệt vọng nhưng cuối cùng, người trong mộng của cô nàng đã xuất hiện. Họ sẽ có đời sống tình cảm hòa hợp, hạnh phúc và lâu dài. Nốt ruồi trên khóe miệng. Là người phụ nữ khéo léo trong việc giao tiếp và ứng xử với mọi người xung quanh, nếu sở hữu nốt ruồi trên khóe miệng, bạn sẽ khiến cho đàn ông chết mê, chết mệt với sự thông minh, tài giỏi và quyến rũ của mình trong mọi tình huống. Sau khi kết hôn, những người này chăm lo cho chồng con một cách chu toàn, luôn hoàn thành xuất sắc vai trò của người phụ nữ gia đình. Cũng bởi vậy mà họ được chồng yêu thương, chiều chuộng hết mực. Trên khuôn mặt, trán là một bộ phận quan trọng. Đây là điểm đầu tiên người ta nhìn thấy khi mà tiếp xúc và cũng là nơi thể hiện một phần trí tuệ, sự thông minh của một người. Theo quan niệm tướng học Á Đông, khuôn mặt được chia thành 3 phần: thượng đình, trung đình và phần hạ đình. Phần thượng đình là khoảng cách từ chân tóc đến khoảng cách giữa hai đầu lông mày. Trán là bộ phận quan trọng nhất của thượng đình. Theo sách Nhân tướng học, trán là bộ phận bao bọc phía ngoài của phần tiền não bộ và tiền não bộ được y giới công nhận là phần chủ về trí tuệ, sự cấu tạo của tiền não bộ và hình dạng của trán có liên quan mật thiết lẫn nhau. Tùy vào độ rộng, hẹp, nông sâu của hình dạng trán mà ta có thể đoán một phần tính cách, trí tuệ và vận mệnh của một con người. Dưới đây sẽ là một số tướng trán điển hình mà ta hay gặp. Đó là trán chữ M. Trán chữ M có nghĩa là phần trán và đường môi của chân tóc phối hợp tạo thành hình chữ M. Đây thường được gọi là vầng trán của nghệ sĩ. Theo nhân tướng học, những người có kiểu dáng trán chữ M thì chứng tỏ họ là người có khả năng sáng tạo phong phú và có trí tưởng tượng dồi dào. Họ biết tận dụng khả năng của mình vào mọi ngành nghề trong cuộc sống. Đây là những người thích hành động, phiêu lưu, tìm tòi và khám phá những cái mới lạ. Họ có nhiều ý tưởng hay ho và có một trí tiến thủ mạnh mẽ. Họ luôn tập trung toàn bộ tinh thần và sức lực của mình vào học vấn và tư duy. Chính bởi vậy nên thường gặt hái được thành công, giàu sang phú quý. Gọi là vầng trán nghệ sĩ bởi những người có trán chữ M chủ yếu là những người hoạt động trong các lĩnh vực nghệ thuật, tác giả hay là kỹ sư tin học. Ngoài ra, họ còn tham gia vào các lĩnh vực khác như là thiết kế hay lên kế hoạch cho công ty và đạt được nhiều thành công mỹ mãn. Nếu trán chữ M kết hợp thêm phần xương trán gồ lên nổi rõ thì người này sẽ đạt được thành tựu lớn trong sự nghiệp. Song nếu ngược lại thì mọi việc chỉ đạt ở mức độ bình thường.
những người đàn ông có trán hình chữ M có tính xấu, họ thiên về lý tính và rất ngoan cố, cố chấp, giữ lập trường của mình đến mức bảo thủ và không chấp nhận ý kiến đóng góp của người khác. Do họ sống thiên về lý tính và hành động, bởi vậy cho nên mọi suy nghĩ đều nghiêng về hành động lý trí hơn là vấn đề lý thuyết và tình cảm. Khi một người có ý chí tiến thủ quá mạnh mẽ, đôi khi sẽ trở thành cứng nhắc, thiếu sự linh hoạt và đôi khi khiến cho chính bản thân mình trở nên mệt mỏi. Song nếu những người này tự biết cách kiềm chế, sửa chữa những khuyết điểm trên của bản thân thì họ sẽ đạt được thành công nhiều hơn. Ngoài những người có trán chữ M thì có những người vầng trán lại cao, rộng, hẹp khác nhau. Vậy các vầng trán đó thể hiện như thế nào? Trán rộng. Người có trán rộng là người có bề ngang rộng, phẳng, bề cao ở mức trung bình. Đây là kiểu trán của người có tuổi thọ cao, có cuộc sống bình yên, không phải trải qua nhiều sóng gió. Người có vầng trán rộng thấp là người có trí nhớ dai, khả năng ghi nhận các sự kiện cụ thể rất mạnh, tuy nhiên thì óc phân tích và phán đoán không hoàn hảo. Nói một cách tổng quát, những người sở hữu kiểu trán rộng có khả năng phát triển kiến thức về chiều rộng nhưng không đủ khả năng phát triển kiến thức về chiều sâu. Khoảng cách từ phần dưới của trán với lông mày càng ngắn thì người đó càng bị khiếm khuyết về trí tưởng tượng của mình. Song, nếu khoảng cách này quá rộng so với toàn bộ trán thì người này lại gặp phải vấn đề thừa trí tưởng tượng hay sống mơ mộng và thiếu thực tế. Những người có vầng trán này thường thành đạt trong sự nghiệp, tuy nhiên mức độ thành công của họ không lớn, chỉ nhỏ lẻ. Sau khi kết hợp với tử vi năm Canh Tý 2020, phong thủy gia cát sẽ giúp anh chị tổng hợp ra những con giáp khi có những đặc điểm trên vận trình trong năm Canh Tý sẽ có được nhiều thành tựu, tài lộc viên mãn, gia đạo an khang. Đầu tiên trong danh sách của chúng ta đó là tuổi Sửu. Mệnh chủ tuổi Sửu năm Canh Tý có thái tuế tương trợ, sự nghiệp ổn định thăng tiến. Trong năm Canh Tý, sự nghiệp là trọng tâm của năm, dễ dàng có được quý nhân phù trợ. Đừng hấp tấp, ham cái thành công trước mắt, nếu không rất dễ thất bại. Vào năm Canh Tý này, đối với những mệnh chủ vẫn còn đang trong vận mệnh học hành sẽ không lý tưởng, học sinh tâm trí hỗn loạn, ham chơi, sao nhãng học hành, cần người đốc thúc kịp thời. Cùng với đó, con đường sự nghiệp của mệnh chủ tuổi Sửu sẽ có những trắc trở nho nhỏ do hung thần thiên không gây ra, khiến cho mệnh chủ sẽ có lúc định hướng không thật sự rõ ràng, dễ bị tiểu nhân ám toán, dẫn tới thất bại trong gang tấc. Về sự nghiệp năm 2020 của tuổi Sửu, canh kim lộ xuất thương quan, tí thủy tọa thứ tài trong năm nên tăng cường hợp tác làm ăn kinh doanh, tiến hành các chiến dịch quảng cáo, thành tích đạt được sẽ tăng cao, sự thành công cũng theo đó mà tới. Các dự án sẽ tự tìm đến tận nơi, vậy nên đừng quên mang theo bên mình kim bài thái tuế năm 2020 để được may mắn bình an. Tuổi Sửu năm nay cần tập trung cụ thể vào một số hạng mục nhất định, mà ở đây thì dự án thủy lợi, thủy sản, ẩm thực sẽ có lợi hơn cả. Hợp tác để làm ăn, giúp đẩy nhanh tiến độ, sớm đạt được mục tiêu của mình, bạn dễ dàng tìm được đối tác đáng tin cậy để bắt tay nhau trong một thời gian dài. Tuy nhiên, nếu nói về chuyện thăng tiến thì năm Canh Tý này, tuổi Sửu không có tín hiệu rõ rệt về việc tăng chức. Tuế can lộ xuất thương quan tinh, tượng trưng cho sự kích động và xung đột với cấp trên. Vì thế nếu bạn muốn đạt được chức vị cao hơn thì khá là khó, trừ khi bạn có được thành tích làm việc cực xuất sắc, đó sẽ là tấm bằng để bạn tiến lên. Một số ít người tuổi Sửu vẫn có cơ may thăng chức, song cũng không quá lớn, gần như là chỉ thay đổi chức vụ, vị trí làm việc mà thôi. Vậy nên, hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam hợp quý nhân Tị, Dậu, Sửu. Tiếp theo trong danh sách của chúng ta lần này đó là tuổi Tị. Năm 2020, tuổi Tỵ phần nào chịu ảnh hưởng của thái tuế ngũ hành xung khắc nên phải gánh trên vai khá nhiều áp lực, nhất là về vấn đề kinh tế. Bản mệnh có thể sẽ bị chèn ép và hạn chế rất nhiều, có cơ hội nhưng khó bề nắm bắt, sự nghiệp cũng không được như ý. Trong năm Canh Tý, tuế can canh thổ lộ xuất chính tài, thái tuế tí thủy gặp chính quan tinh, tí thủy và tị hỏa xung đột mạnh, về phần vận khí sẽ đẩy nhiều khó khăn về phía những chú rắn. Để mọi việc viên mãn, hóa giải các xung sát do thái tuế ảnh hưởng tới mình, mệnh chủ cần luôn mang theo bên người một kim bài thái tuế. Thời gian này, bản mệnh sẽ có kha khá cơ hội tiếp cận với tài lộc, thường là những mối buôn bán nhỏ lẻ hay việc làm tăng thêm thu nhập. Tài lộc tuy nhỏ nhưng tích tiểu thành đại. Có điều, may mắn thường như cát trượt qua tay, khó lòng nắm giữ.
Về phương diện sự nghiệp, con giáp này không được cấp trên ưu ái phát triển năng lực của mình. Bản mệnh muốn thể hiện bản thân nhưng không được trao cho cơ hội. Ngoài mặt không phải chịu áp lực gì, nhưng với con giáp này, đó lại là áp lực vô hình khi mọi thứ cứ dậm chân tại chỗ. Tuổi Tỵ thường lo sợ việc mình trở nên vô hình trong mắt người khác, luôn nỗ lực để gây ấn tượng và xây dựng chỗ đứng cho bản thân. Tuy nhiên điều này sẽ mang tới nhiều bất mãn cho bản mệnh, đòi hỏi phải bình tĩnh, giữ cho đầu óc sáng suốt, tìm cơ hội chính xác để chuyển mình đổi vận. Thái Tuế năm 2020 cũng mang theo không ít hung tinh gây xung sát cho tuổi Dần, chủ yếu là gây họa tán tài hao lộc, mất đoàn kết giữa các thành viên trong gia đình, lục đục nội bộ. Ngoài ra, những người cầm tinh con giáp này cần nhớ kỹ, năm Canh Tí chớ nên chủ quan, tham gia đầu tư mạo hiểm hay cờ bạc đỏ đen. Thái Tuế ngự tại chính quan cho thấy sự hiện diện của chính nghĩa cũng là đại diện của pháp luật. Đi trái với vận mệnh mà làm trái pháp luật thì chắc chắn sẽ phải chịu hậu quả nặng nề. Không chỉ mất tiền mất của mà còn có nguy cơ vướng phải vòng lao lý. Năm Tí Thủy còn tượng trưng cho sự tiêu cực, bất cần trong suy nghĩ và hành động do bị hỏa khắc chế, có thể sẽ gây ra áp lực lớn về mặt tinh thần hay gây ra vết thương ngoài da. Tim mạch không được tốt cũng sẽ ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của con giáp này. Bản mệnh dễ nổi nóng, bốc đồng mà chịu thiệt nên suy nghĩ kỹ trước khi hành động, giữ cho mình sự lạc quan yêu đời, tự tin vào bản thân dù có chuyện gì xảy ra. Con giáp này đang nỗ lực hết sức để gây dựng chỗ đứng cho bản thân, nhưng đôi khi lại thấy chán nản, bất mãn khi cố gắng của mình không được thừa nhận mà mắc phải sai lầm đáng tiếc. Để bổ trợ cho mệnh chủ, giúp kích tài, nạp phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức cho mệnh chủ, giúp công việc làm ăn được hanh thông thuận lợi, thành công trong sự nghiệp, mệnh chủ cần mang theo bên người một trang sức trợ mệnh, đó là Bát Bảo Tâm Kinh hoặc Minh Quang Pháp Bảo. Trên đây là những đặc điểm tốt gắn với số mệnh người phụ nữ mà từ xa xưa đã đúc kết lại và truyền thành kinh nghiệm nhìn người, đoán vận mệnh sang hèn, số phận của một con người. Tuy nhiên thì chúng ta cũng nên biết rằng tướng do tâm sinh, tức tướng mạo của một người tùy theo tâm của bản thân người đó là thiện hay ác sẽ có những biến hóa nhất định cho phù hợp. Cho nên dù ai đang sở hữu tướng này không thực sự may mắn thì cũng đừng nên quá lo lắng. Số mệnh của mỗi người đều nằm trong chính bản thân quyết định. Hãy chủ động hoán đổi số phận bằng những việc làm cái nhìn tích cực để gặt hái được kết quả tốt. Có tâm mà không có tướng, tướng sẽ theo tâm ấy mà sinh ra. Có tướng mà không có tâm, tướng ấy sẽ theo tâm kia mà tiêu mất. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi chi tiết của tuổi quý anh chị, hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi hoặc để lại những thông tin mình mong muốn ở phía dưới ô bình luận. Thầy Gia Cát cùng đội ngũ trợ lý của thầy sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.